Ok, xin chào các bạn Jisoo fan yêu quý của Velo. Và trong buổi livestream ngày hôm qua thì Velo có đập hộp cái phiên bản GBD100M1 phiên bản màu đen xanh lá và ngay lập tức cũng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn Jisoo fan yêu quý của Velo. Các bạn cũng có hỏi đến cái phiên bản GBD100SM đen đỏ với mã màu là 4A1. Thì tất cả những cái phiên bản màu của GBD100 thì cũng đã đều có mặt tại Velo rồi, và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đập hộp cho các bạn xem cái phiên bản GBD100SM 4A1. Và với phiên bản GBD100SM 4A1 và những cái phiên bản GBD100 khác thì chúng ta có thể chuẩn bị ngay cho mình một cái ứng dụng G-Shock Move ở trên điện thoại thông minh để chúng ta có thể kết nối Bluetooth giữa đồng hồ và với cả điện thoại. Chúng ta sẽ không dùng cái ứng dụng G-Shock Connected này mà chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng G-Shock Move để chúng ta kết nối. Các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng G-Shock Move vì mình thấy một số bạn cũng có liên hệ với Belo là em không có kết nối G-Shock được. Tuy nhiên thì các bạn đã download sai cái ứng dụng, do đó là các bạn sẽ không kết nối được với cả G-Shock Connected. Còn khi mà chúng ta muốn kết nối thì chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng G-Shock Move cho cái phiên bản GBD100SM 4A1. Rồi, module 3481 của dòng GBD100. Rồi, và mở hộp ra thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta vẫn sẽ có những cái phụ kiện hết sức là quen thuộc như là thẻ bảo hành quốc tế này. Rồi, chúng ta sẽ có thẻ bảo hành quốc tế này. Chúng ta sẽ có sách về chế độ bảo hành quốc tế này. Và tất cả những G-Shock tại Belo thì sẽ luôn luôn nhận được cái chế độ bảo hành song song là 1 năm ở trên thị trường quốc tế và 5 năm cho thân máy ở thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ có một cái Quick Reference Manual, thì các bạn có thể tham khảo cái hướng dẫn sử dụng nhanh này. Ở trong này thì nó sẽ có đầy đủ tất cả những cái hướng dẫn chi tiết của Casio G-Shock dành cho các bạn. Chúng ta có cả những cái user maintain, tức là chúng ta chăm sóc và bảo hành bảo trì đồng hồ như thế nào để giúp cho đồng hồ chúng ta có được một cái độ bền tốt nhất. Và Belo cũng sẽ cố gắng là biên dịch lại cái phần những cái phần quan trọng nhất để giúp cho các bạn có được một cách sử dụng G-Shock đúng cách nhất. Và G-Shock của chúng ta đã rất là bền rồi, tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng đúng cách thì nó sẽ giúp cho đồng hồ chúng ta hoạt động ổn định hơn này, chính xác hơn này, và nó còn mới hơn nữa. Rồi, và ở phần phía dưới thì chúng ta vẫn sẽ có hộp chiếc hình lục giác này. Ok, một lát nữa thì mình sẽ ngồi mình dịch lại một số những cái điểm nốt ở trong này nha. Danger poor watch care này, những cái nguy hiểm, những cái tác hại khi mà chúng ta không có chăm sóc đồng hồ. Thì tất cả những cái này thì mình sẽ cố gắng biên dịch lại một cách chính xác nhất để có thể chia sẻ đến các anh em G-Shock fan yêu quý của Belo. Rồi. Và mở hộp ra thì ngay lập tức là chúng ta sẽ thấy một cái viền benzen màu đỏ. Đó, rất đẹp, và mình có thể tự tin nói từ rất đẹp so với những cái phiên bản G-Shock ở thời gian gần đây, vì mình rất là thích những cái màu đặc biệt của G-Shock ở trong thời gian gần đây. Nó sẽ được sử dụng những cái màu nó rất là nổi bật, tuy nhiên thì nó sẽ nhìn trông nó sẽ rất là chắc màu và nó đem lại cho chúng ta một cái vẻ ngoài nó vừa sáng sủa, nổi bật, thể thao, trẻ trung. Tuy nhiên thì trông nó vẫn rất là xịn sò chứ không phải là những cái màu mà nó bị bợt hay là nó bị lợt, hoặc là nó kết hợp với cái cách xử lý màu, cái tông màu cũng như là cái cách hoàn thiện của Casio G-Shock, nó đem đến cho chúng ta được những chiếc G-Shock với độ hoàn thiện rất là tốt. Và đặc biệt là ở những cái phiên bản mà thiết kế cho tập luyện thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự chắc chắn khi sử dụng rất là nhiều. Rồi, và ở cái phiên bản GBD-SM4A1 này thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế nguyên bản của GBD100 của chúng ta đã được làm mới lại khá là nhiều, với những cái chi tiết mà mình tin là các bạn cũng ít khi để ý, nhưng mà chúng ta có thể liệt kê ở đây. Chúng ta sẽ có một cái viền benzen đỏ ở trên này, một viền benzen đỏ trong suốt này với một màu đỏ đậm này, rất là chắc chắn. Và kết hợp với đó thì Casio G-Shock họ chăm chút rất là kỹ cho cái phiên bản phối màu đặc biệt này với một cái khung khung nhựa. Chúng ta sẽ có một cái khung nhựa ở phần phía bên ngoài màu đỏ và cũng với một cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Và chắc chắn rồi thì với cái màu đen của những cái nút bấm này trên những cái nền đỏ này, thực sự là nó cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là chắc chắn và khỏe khoắn, thể thao. Kết hợp với đó là chúng ta sẽ có được những cái điểm xuyết chi tiết như là chữ G-Shock này, Run này, Protection của chúng ta sẽ được sử dụng cái tông màu trắng và ghi xám. Chắc chắn là rất là nhiều các bạn cũng sẽ thích cái cách mà Casio G-Shock họ
phối kết hợp giữa cái màu text này và những cái màu viền benzen này rất là đẹp phải không các bạn? Và đặc biệt rồi thì ở những cái dòng GBD100 hay là GBX100 thì các bạn sẽ thấy là cái màn LCD của chúng ta có một cái độ tương phản rất là lớn, và chúng ta sẽ có một cái màn LCD với một cái kích thước lớn so với cả những chiếc đồng hồ G-Shock khác, và nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm đeo cũng như là nhìn các thông số nó cực kỳ là rõ ràng và hết sức là tuyệt vời. Đó, các bạn sẽ thấy là độ tương phản nó rất là cao và không có lý do gì mà chúng ta khó khăn khi mà chúng ta xem những cái thông số ở trên đồng hồ này cả. Và cách họ hoàn thiện cũng như là cách họ bố trí cái cảm giác bấm của chúng ta cũng rất là thích, và các bạn nút bấm của chúng ta cũng được hoàn thiện theo kiểu rất là ngầu, rất là cool ngầu như thế này. Rất đẹp. Và ở GBD 100 SM4A1 thì đây cũng là một cái phiên bản G-Shock thuộc dòng G-Shock G-Squad duy nhất mà mình thấy họ trang bị một cái dây, nó sẽ không phải là một cái màu đen sần như là ở phiên bản GBD 101 hay là cả cái phiên bản GBD 100 SM1 ngày hôm qua mình nhập hộp cho các bạn xem, mà ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ dây nửa với nửa trên của chúng ta, nó sẽ được xử lý nó hơi bóng một xíu. Mình hay gọi đây là nó là bóng mờ, tức là nó sẽ không bóng hẳn như là cái dây của GA110GB, nó không shiny như vậy, nó không smooth như vậy, nhưng mà nó cũng không có bị quá mờ như cái GBD101 hay là cái mặt dưới này. Nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái màu đen nó sâu hơn do cái cách xử lý cái bề mặt dây của Casio G-Shock, rất đẹp và rất thích cho các bạn. Và chắc chắn rồi thì với một cái cách xử lý bề mặt dây như thế này thì khi mà các bạn sử dụng trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ giúp cho chúng ta giữ màu tốt hơn, đẹp hơn. Và khi mà xước sát thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là nó sẽ khó bị lộ hơn. Và ở đây chúng ta vẫn sẽ có những cái đệm đặc trưng của dòng GBD 100 cũng như là những cái dòng G-Shock G-Squad, thì chúng ta luôn luôn có đệm là đeo tay này. Thì đã rất rất là nhiều các bạn là G-Shock fan có phản hồi ở những chiếc G-Shock mà có cái phần đệm ở trên vùng đeo tay này, nó sẽ giúp cho chúng ta đeo trở nên cảm giác là rất là chắc tay, và nó cực kỳ là hữu dụng đối với các bạn có cổ tay nhỏ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta định vị và đồng hồ trên cổ tay của chúng ta tốt hơn và đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm đeo chắc chắn hơn và nuột nà hơn. Với phiên bản này thì cổ tay của mình đang là cổ tay 16 cm, thì các bạn có cổ tay bé hơn mình một chút như là 14,5 hay là 15 thì chúng ta thoải mái chúng ta trang bị cho mình GBD 100 SM1, rất đẹp và rất là đã phải không các bạn? Và ngay sau khi mình đeo lại mình sẽ cảm thấy các cái chi tiết của đồng hồ này, các bạn có thể thấy là những cái chỗ hở này thì gần như là nó sẽ không có, và nó sẽ đem lại cho mình một cái cảm giác rất là chắc chắn. Thì với cái cảm giác đeo như này thì nó sẽ giúp cho mình khi mà mình đi chạy bộ chẳng hạn, là mình chạy bộ, mình tập thể thao hay là mình sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, thì mình cảm thấy một chiếc đồng hồ nó rất là chắc chắn trên cổ tay sẽ rất là thoải mái. Và kích thước chi tiết của GBD 100 SM4A1 của chúng ta thì nó cũng sẽ tương tự với cả GBD 100 SM1 thôi, chúng ta vẫn sẽ có 58,2 mm cho chiều cao cả phần càng này, và chúng ta sẽ có 49,3 mm cho bề ngang, và độ dày của nó sẽ là 17 mm. Thì với cái thông số như này thì các bạn có thể cổ tay nhỏ chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta đang cân nhắc cho mình cái phiên bản G-Shock cho cổ tay nhỏ. Còn nếu mà các bạn có cổ tay to hơn một chút hoặc các bạn yêu thích cái thiết kế cắt vát mặt vuông thì chúng ta có thể tham khảo cái phiên bản GBX 100. Cũng có rất là nhiều các phiên bản phối màu mới như là NS1 hay là NS4, phiên bản màu đen vàng hồng rất là đẹp, và mình cũng sẽ cố gắng đập hộp để các bạn xem trong thời gian sớm nhất. Và một số những cái thông tin ở phần nắp lưng thì chúng ta sẽ có logo của tập đoàn Casio này, module máy là 3481 này, thì các bạn có thể search cái đầu mã module này, ví dụ là các bạn có thể search là 3481 manual thì nó sẽ hiện lên cái hướng dẫn sử dụng chi tiết cho GBD 100. Và dòng sản phẩm là GBD 100 này, chúng ta sẽ có stainless steel back mặt nắp lưng bằng thép không gỉ này, made in Thailand này, sản xuất và lắp ráp tại Thái Lan này, và chúng ta sẽ có water resist 23, tức là chống nước ở mức 23, và chúng ta sẽ luôn luôn có cái phần tem vàng chống giả phía sau nắp lưng để giúp cho các bạn luôn luôn yên tâm. Đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, và chúng ta vẫn sẽ có absorbing structure, cái cấu trúc hấp thụ lực va đập, và acceleration sensor, những cái cảm biến đo bước chân, nó sẽ giúp cho chúng ta đếm bước chân của chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, và từ đó thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái lượng kilocalo mà chúng ta tiêu thụ, cũng như là nó sẽ giúp cho chúng ta theo dõi được cái chế độ tập luyện và giúp cho chúng ta tập luyện được một cách tốt hơn.
Rồi, và GBD100SM1451 của chúng ta có mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam, nó là 4.935.000. Và với cái mức giá này thì chúng ta vẫn sẽ có được cái mức giá sale tốt hơn nữa tại đường link mà mình để ở trong phần mô tả video clip này, thì các bạn có thể truy cập vào đường link đó và các bạn tham khảo cái mức giá sale rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Thì toàn bộ những chiếc đồng hồ Casio G-Shock tại Belo thì sẽ luôn luôn có bộ ba đảm bảo rất là tuyệt vời, đó chính là tem vàng chống giả này với thẻ bảo hành điện tử. Các bạn kích hoạt qua số điện thoại và chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm cho thân máy và pin ở trên toàn quốc. Và Belo cũng sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn để giúp các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta sau khi hết pin. Và tuổi thọ pin của GBD100SM451 cũng như là những chiếc GBD100 khác thì nó sẽ vẫn luôn luôn có cái tuổi thọ pin xấp xỉ là khoảng 2 năm. Tuy nhiên thì đó là Casio họ tính toán dựa trên những cái việc sử dụng liên tục những cái tính năng như là bấm giờ thể thao, bật đèn hay là đếm bước chân. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta ít sử dụng, chúng ta đeo nó đơn thuần là một chiếc đồng hồ G-Shock thể thao, là một cái phụ kiện thời trang hoặc là để một cái đồng hồ đơn thuần để xem giờ, thì cái thời lượng pin của chúng ta nó sẽ được kéo dài lên khá là nhiều. Thực tế sử dụng nó sẽ rơi vào khoảng 3 đến 5 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin. Đây là một thời lượng pin cũng rất là tuyệt vời mà Casio G-Shock đã trang bị cho chúng ta với một cái phiên bản G-Shock đen đỏ, có thể nói là rất tuyệt vời. Và với GBD100 này thì mình tin chắc là nó sẽ là một cái truyền nhân thay thế hoàn hảo cho cái phiên bản G-Shock G-Squad đời cũ là GBD800. GBD800 nếu mà chúng ta so với cả GBD100 thì rất là khập khiễng vì GBD100 của chúng ta cao cấp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì GBD800 của chúng ta cũng sẽ có được những cái điểm mạnh, đó là mức giá của nó sẽ rẻ hơn so với cả mức giá khá là cao của GBD100. Và nếu mà các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ tối ưu cho tập luyện ở cái tầm giá khoảng 4 triệu thì đây cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc cho các bạn trong những chiếc đồng hồ G-Shock mới nhất được cập nhật liên tục tại Belo. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc thì các bạn có thể inbox cho fanpage G-Shock VN để các bạn chăm sóc khách hàng của Belo có thể trực tiếp phục vụ cho các bạn. Và khi mà các bạn đặt mua online hay là các bạn mua trực tiếp thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được đầy đủ tất cả những cái bộ phụ kiện như mà mình vừa đập hộp. Chúng ta sẽ có được hộp thiếc, hộp giấy, chúng ta sẽ có được tem vàng chống giả, chúng ta sẽ có đồng hồ đương nhiên rồi, và chúng ta sẽ có được cái tem bảo hành chính hãng. Thì các bạn cài cái phần mã các thẻ cào này đi và các bạn truy cập vào link kích hoạt và các bạn kích hoạt bảo hành nó lên. Song song với đó thì Belo sẽ còn tặng kèm cho các bạn cái thẻ thay pin miễn phí trọn đời cũng như là những chiếc vòng đeo tay G-Shock của Chrome nữa. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và một video clip đập hộp nhanh phiên bản GBD100SM451 trực tiếp tại Belo. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Rồi, còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.